Lời đầu tiên, trên Thảo dùng cụ đồ Nhật gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay em sẽ chia sẻ từ các bác về đồ Nhật cao cấp, đắt tiền. Đấy, tuy là đắt tiền nhưng rất nhiều bác đang muốn sưu tầm. Thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác bộ cưa compoi này, kéo cắt tỉa này, kéo bướm, và đặc biệt là mẫu cưa lách mà các bác đang rất là quan tâm để làm cây tiểu cảnh nhá. Đấy, và với một cái mẫu cưa loại nhỏ này nữa này, dòng 12cm. Và với bộ compoi Siki thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác loại 17cm, 21, 24 và 27. Đấy, và đây là con cưa cá mập hệ thoáng nhá, kéo tỉa bướm này. Thì đầu tiên em giới thiệu tới các bác về một cây kéo này mà em lấy từ năm ngoái nhá, nhưng mà em không đăng tải. Đấy, và em có 5 cái như này, gửi tới các bác sưu tầm đồ Nhật đang muốn sử dụng một cây chất lượng này. Thì với cái này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300.000 trên một cây. Đấy, và vỏ bọc của nó đây như thế này cho các bác nhá. Đây là con cưa 12cm, thuộc dòng cưa dành cho các bác nhà mình cầm tay. Đấy, cưa cành to cũng được mà cành nhỏ cũng được. Đấy, bản lưỡi của nó đây các bác nhé. Dòng cưa này gấp 2 lớp này. Đấy, và với con cưa này thì nhà em các bác rất hay hỏi là lên hai cái này thì sử dụng loại nào. Thì cái này nó sẽ khác biệt nhau hoàn toàn. Ví dụ như cái dòng cưa này thì lưỡi 10cm nó ngắn hơn 2cm, nhưng mà nó rất chi là nhỏ như này. Cái cưa này nếu như mà làm cây tiểu cảnh ấy, làm cây ví dụ như các bác dùng linh sam, cắt tỉa linh sam, cắt tỉa luồn lách, đấy, các bác cứ lên trang mạng xem những các bác nghệ nhân Nhật ý, 100% bác nào cũng có một cái cưa này để sưu tầm. Đấy, và dòng này nó là SK11, với cái phần lưỡi của nó mỏng, siêu sắc bén, các bác luồn lách cắt tất cả những cái vị trí khó nhất. Thì với con SK11 loại đặc biệt này em đang đưa tới các bác với giá sẽ là 400.000 trên một cưa, và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nha các bác nhé. Dòng này nhẹ lắm, cầm siêu nhẹ luôn. Tổng thể của nó thì sẽ là 21cm của dòng cưa lách. Đấy, và tiếp tới là tới bộ cưa Siki đi. Chắc chắn là chắc các bác cũng đang nóng ruột muốn biết cái bộ này giá của nó là bao nhiêu. Đấy, thì hôm nay sẽ cập nhật với một cái giá mới nhất để đưa tới các bác nhà mình. Hàng Nhật thì nếu như các bác chơi thì các bác biết rồi, đồ Nhật thì không bao giờ có rẻ cả. Nhật nhập khẩu nó rất chi là cao nhá, nhưng mà tại sao các bác vẫn ưa chuộng mà các bác sử dụng nhiều như vậy. Với một con 17cm của dòng Mexaban của Siki Gompoy. Đây, với cái phần lưỡi thép của nó nhá, đây là phần thép đặc biệt các bác, nghiêng này nó là kẻ này, còn nhìn như là nó là bằng. Đấy, các bác thấy không? Một cái điều đặc biệt nhất của dòng cưa xịn này nữa, đây là cái mặt trái của nó này. Với một con cưa này thì em cũng báo giá luôn, nó đang là 800.000 trên một cưa nha các bác nhá. 800.000 trên một cưa. Đấy, gấp gọn vào, gấp gọn như này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái lỗ này để làm gì. Cái lỗ này là để khi mà các bác lấy cưa ra, các bác cho móng tay vào đây, các bác kéo nhẹ ra nó ra. Có một cái lỗ ở đây để các bác nhà mình đeo dây vào đây để bảo quản nhá. Đấy, đeo vào người. Đây là dòng Gompoy Skin 800.000, con là 17cm. Đấy, và tiếp theo là tới con 21cm này các bác này. Đấy, cái cưa 21cm này thì vẫn là cái dòng đấy nhá, với phần lưỡi kẻ này các bác này. Đấy, phần lưỡi kẻ rất chi là chất lượng. Thì các bác hãy hình dung nếu như là em nói là 21cm thì các bác hãy đặt cái găng tay vào đây nhé. Đấy, các bác đo thì nó là 21, nhưng mà với cái dòng cưa Nhật thì người ta chỉ tính phần cưa thôi thì phải. Với những cái dòng cưa thường ấy thì là người ta đo từ gáy này này. Như dòng cưa này em đo từ gáy này nó phải tầm 23. Đấy, thì chắc là đo độc lưỡi này là 21cm, chắc là đo độc lưỡi là 21cm. Em đã mở cho các bác xem. Đúng rồi, riêng dòng Nhật Bản xịn này sẽ đo hết phần lưỡi này là 21cm nha các bác nhé. Đấy, và với con 21cm này thì giá của nó đang là 900.000 trên một cưa này. Đấy các bác nhé. Đấy, bởi vì em nói thật luôn, trong cái bộ dụng cụ này thì cũng có cái là nhiều lúc là nó mới về, em cũng chưa cập nhật chuẩn nó là bao nhiêu. Đấy, nhưng mà nếu mà cái giá này là cái giá là đang là thời điểm này, cũng có thể trước là nó cao hơn một chút. Đấy, và đây là cái cưa 24cm này các bác này. Tất cả đều là dòng compoi, và với chất liệu cái lưỡi thép của nó đây, Made Japan nhá. Đấy, chất lượng từng cm như thế này. Và với cái phần lưỡi, độc lưỡi cắt của nó sẽ là 24. Độc phần lưỡi cắt này sẽ là 24 này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Với cái phần lưỡi của nó, đầu chót lưỡi của nó là
được tráng hợp kim sành hết, quá là chất lượng, càng ngắm càng thấy đẹp. Thì đây là một cái bộ sưu tầm đấy, em nói luôn, tuy các bác mua đắt một tí nhưng mà các bác sử dụng lúc nào cũng sử dụng được cái dòng cưa sắc ngọt. Đấy, các bác cắt cây thì nó sẽ nhanh chóng và lưỡi cưa thì nó sẽ bền bỉ. Ví dụ như cái dòng cưa rẻ thì các bác nhiều khi cưa nó bị chảy sức ra, ảnh hưởng tới cây. Nhưng đã đến với cái mẫu cưa này thì phải gọi là quá chất rồi. Đấy, thì con cưa 24 đang là 1 triệu một cây các bác nhé. Và tới cưa 27 cm. Cưa 27 cm đây các bác ơi. Cái cưa này thực sự là nó có cả 30 cm nhá. Nhưng mà cái cam 30 cm thì là dòng cưa thẳng, không gấp được, em quên không mang ra đây. Đấy, cũng là dòng compound silky này. Thì con 27 cm này thì nó đang là 1,2 triệu. 1,2 triệu trên một cây. Đấy, các bác nhìn này. Nói chung là phần cơ bản của nó cũng như những cây kia, chất liệu như nhau. Đấy, và tới cái mẫu cưa đắt nhất cuối cùng thì sau đó em sẽ giới thiệu về những bộ kéo này. Bộ kéo này hôm nay thì sẽ có giảm nhẹ nha các bác nhé. Đấy, đây là con cưa cao cấp và đắt tiền nhất của nhà em từ trước tới nay. Lúc nào nó cũng là đắt nhất luôn. Con này là con Siki. Con này con Siki nhá. Ui, mở thế nào nhỉ? Em đang cố mở nó mà một tay em không mở được đây này. Em sẽ thử xem nào. Được rồi. Đây nha các bác ơi. Đây. Đây là con cưa Siki 30 cm. Đấy, nó sẽ có một cái bảo vệ lưỡi như thế này này. Và với con cưa này thì các bác cưa cành to đi, các bác làm cây công trình đi, các bác ưa đồ xịn, các bác sử dụng ngay cây này cho em. Và đây là cây cưa có giá trị cao nhất, em đang gửi từ các bác là 1,6 triệu cho một cây. 1,6 triệu nha các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó đẹp và tinh tế đến nhìn cái đã rất chi là mê rồi. Đẹp, tinh tế, đẹp lắm các bác nhá. Vừa chất lượng nữa. Đấy, và đi kèm theo là vỏ của nó đây này. 1,6 triệu đây. Đấy, và tới tiếp tục là tới cái bộ kéo. Một bộ kéo ngày hôm nay thì kéo bầu bướm này cũng rất nhiều bác quan tâm. Đây là một cây kéo bầu bướm nhập khẩu của Nhật. Đấy, bác nào mà đang sưu tầm đồ Nhật thì hãy đến ngay với cái video này của em. Đấy, và các bác đã xem rồi mà muốn tham khảo thật nhiều, đấy, các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh của em để xem được thật nhiều những cái video hay. Một cây kéo tỉa bướm này đang có giá là 700.000 trên một cây. 700. Đấy, 700 nhé. Và vỏ của nó đây các bác ạ. Vỏ của nó đây này. Đấy, và dòng này thì nó dài là 20, có nghĩa là dài một găng tay đấy, tổng chiều dài một găng tay. Và phần lưỡi này của nó thì nó rơi vào được tầm độ 6 cm. Độ 6 cm phần lưỡi tỉa này các bác nhé. Dùng những cây này thì quá thích rồi. Đấy, từ cái chất liệu thép của nó cũng sẽ khác hẳn luôn. Ok quá các bác ạ. Đấy, còn với cây cắt và một cây tỉa thì ngày hôm nay thì em nói luôn, cây tỉa này thì đây là hàng em cũng nhập chắc không được mấy tháng rồi đây các bác. Một cái kéo tỉa ở này thì dòng kéo tỉa này nó vẫn đang là 1,5 triệu đồng một cây các bác nhé. 1,5 triệu trên một cây kéo tỉa này thì nó dài là 19 cm đấy các bác. Dài 19 hay là 20 nhỉ? Dài 20 các bác ơi. À, dài 19,5. Dài 19,5 các bác ạ. Và đặc biệt bác nào mua ở cái video này ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho mỗi bác 100, là sẽ còn 1,4 triệu. 1,4 triệu một cây kéo thép đúc như này các bác nhé. Giảm giá cho mỗi bác 100, 1,4 triệu. Đấy, còn cây cắt này, cây cắt này nó cũng dài 19,5 nha các bác nhé. Cây cắt này thì giá sẽ là 1,5 triệu. 1,5 triệu nha các bác nhé. Đây, trên một cây. Đấy, thực sự là với một cái món đồ Nhật này các bác có thể vừa mua sưu tầm để làm cây, vừa làm quà tặng thì quá là tuyệt vời. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo về dòng cưa xịn sò này, một cái bộ cưa Nhật đẹp và chất như này, các bác liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Và nhà em còn có rất nhiều đồ nữa, các bác cứ nhớ đăng ký kênh để đón xem và lựa chọn. Và đây là một con cưa lưỡi thoáng, lưỡi đen. Cái này thì em sẽ có từ 21 cm cho tới đây là 24 cm, có 21 và 24. Và cây 24 cm thì nó đang rơi vào 900 một cây. Cưa lưỡi thoáng, cưa này em bán rất nhiều nhé. Đấy, và đây nó là hàng cá mập. Cá mập em còn có cả loại lưỡi màu trắng nữa cơ, nhưng sẽ rẻ hơn. Thì hẹn một cái video sau em sẽ làm về lưỡi trắng nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ tới em. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh để xem được rất nhiều những cái dụng cụ chất lượng của đơn vị em qua những clip ngắn như này. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.